Em mến chào tất cả cô chú anh chị và quý vị khán giả và tất cả cô chú anh chị Mạnh Thường Quân. Hôm nay cô chú anh chị Hùng Cao đến cập nhật nhà của Hoàng Anh ha cô chú anh chị ha. Coi anh vợ chồng anh như thế nào vậy ha cô chú anh chị. Để gửi đến cho cô chú anh chị và quý vị khán giả cùng xem ha. Ôi chào Hoàng Anh nha, đang làm gì đó? Em chào anh Hùng, chào cô chú anh chị. Con dũa máy cưa để con mai con đi cưa cái bụi cưa cho anh ta. Vì cũng có lịch trình này ha. Có à. Chốt đơn hồi sáng. Có công việc mình làm để mà sinh sống hàng ngày ha. Hôm qua cũng đi cưa được ba cái me tây, ba cây để cho người ta đóng cái hòm từ thiện á. Rồi mình ăn ghẻ ăn mắt. Hôm qua cũng cưa được 700 mấy. Cũng ngon ha. 700 mấy tiền xăng bằng đi xe Honda rồi mấy cưa thì hết 150.000, 170 rồi. Thì ăn 20 nữa. Cũng còn được mấy trăm ngàn nữa. Cũng... Mua bóng đèn, đi mua dây điện. Để mà câu ông ở ngoài chơi hàng ba ha. Hôm qua mua được dây điện với bóng đèn thôi. Bây giờ cứ làm ngày mua chút, làm ngày dư tiền mua chút. Đúng rồi, mình tự sắm đồ vô ha. Có người làm dư giả, mình sắm đồ cho vợ để xài. Xong hôm qua cưa như đó xong hết tiền có gì vậy. Mua đủ chút thôi, đừng mua nhiều quá ha. Để dành tiền mà dành ăn với. Nếu mà có tiền em đi đợi với điện trong nhà, mua tóc lô về em gắn. Tự gắn lên được mà không? Không biết gắn. Vậy? Mướn người ta gắn. Trời, tóc lô dễ gắn chết. Cái gì cũng có. Mua cái móc đóng bằng ấy đó, mình đóng cọng dây đó đi từ dài vô. Rồi mình đâu biết đường nào cấu câu sao nó cháy chập nổi chứ. Mở có điện thoại đó, mở trên mạng mà coi học theo. Hả? Thôi không được đâu. Mất công cháy vợ con nhà mất công á. Vậy đó ha. Giờ nhà cửa sạch sẽ đẹp đẽ rồi chú anh chị. Đó. Dạ ăn chào bác nha. Dạ, dạ cảm ơn con. Dạ bác bác tên gì? Tên bà Măng. Lý Thị Măng, năm dạ. Nay bác nhiêu tuổi rồi? Tôi bữa nay 67 rồi. Bác là cái gì của Hoàng Anh ha? Bà già vợ anh đó. Bà vợ là mẹ dạ, của chị Lợi ha? Mẹ cho Thọc Lợi á. Bác ở... Mẹ ruột á. Quê bác ở đâu? Ở Tập Kèn á. Tập nghề cái sách ha. Cái sách đi quẹo vô đường nhà ruộng á. Sức khỏe này còn làm gì nổi không bác? Làm gì nó mò ốc gì bẻ đâu muốn vô cũng bán. Đi mò ốc bẻ luôn muốn bán ha. Bẻ đâu muốn ốc bán. Rồi bác ở đẳng sống với ai? Ổng con đi làm gửi tiền cho ăn nuôi, người nào con lợi có tiền, nào con không lợi không có tiền. Ăn ốc mò gì ổng dạ rồi ổng đi làm vườn, đi có vườn công đất á, là ban bước ban gì nuôi ốc nuôi gì bán tùm lum, làm gì có tiền già rồi. Vậy là mình cũng sử dụng công đất đó để mình trồng đồ với nuôi ốc hả? Công đất đó là mua đồ xưa á, mua đồ Mỹ đó. Đồ Mỹ với mua công đất mua mình, gì đất đâu mình trồng cái gì cô ha? Trồng bước bán còn rộng bán đậu rộng ngày đó 100.000 50 vậy đủ ăn đủ cà phê uống cà phê cho người ta cho gạo gạo hay làm gì nghe tin con gái có nhà đẹp qua thăm ha. Cũng ơn con rồi đó, coi nhà gái coi nhà rồi cũng ơn con rồi. Vui ha bác ha. Vui á. Lợi nó má ơi con có cách nhà rồi mẹ lại chơi. Ai chở mẹ về kêu xe ôm lại. Đi xe ôm hả? Kêu xe ôm lại. Xe ôm lại tới này 120. Phải đường xa ha. Đi về cũng 120 nữa. Ở đây nghịch đường xe buýt không có đi xe buýt được. Xe buýt đâu lại được. Nghịch xe đường. Ôm. Xe ôm lại. Chị lại sao rồi? Chị lại bữa nay? Bình thường là sao? Bình thường có gì thay đổi không? Chào khán giả chị Lợi, chào cô chú rồi chị Lợi. Chào cô chú khán giả. Bữa nay thấy mẹ vợ lại thấy sao? Có lộn mẹ ruột lại chơi thấy sao? Vui, mẹ thấy cất nhà mẹ lại chơi.
có con có nhà ơi cũng vui nè, kiếm cái còn mấy thằng đi làm nào đồn tà nào tết miên lì rồi cho tiền chịu hai triệu ăn ăn tết miên rồi cũng đi ốc bốc rồi cũng đi làm hết, không ai ở nhà. Có hai ông bà ở nhà nuôi con thằng lợi nuôi thằng lợi, hai đứa cháu ngoại. Rồi có dự định chồng cho làm gì chơi chị lại? Chưa, nó dự định kêu hái cà phê. Vậy bỏ nhà đi lên Lâm Đồng hái cà phê hả? Rảnh nó hen. Hay chồng đã sống đây làm được nhiêu ăn nhiêu, với mắt gì đi hái cà phê chứ cho nó cực. Giờ không ấy thì ta bán cái số không được vậy. Biết tính tiền không? Không biết tính tiền luôn hả? Nó chơi nó thiệt vậy, không biết tính tiền. Thiệt, tính gì quá không biết tính. Mày bán tại với số 10 ngàn đó, mình bán tới. Ở đây vắng quá, biết bán ở đâu. Bán đâu, đi chợ Sóc Trăng bán. Chợ Tài Văn á, tại Tài Văn bán được. Nhất đừng nào mà đi bán số. Sao anh? Ok. Dạ. Tính toán cho vợ làm gì chưa? Giờ chị tính cỡ tháng em đi hái cà phê thôi. Mày hái có một mùa đó rồi về mình ăn cũng hết tiền à, đúng không? Mình kiếm cái nghề gì mình làm cho nó chắc bền vững anh. Nếu mà tại giờ không có số vốn, nếu mà có số vốn thì làm nghề khác rồi. Thì vợ không? Vợ biết chạy xe luôn hả? Không. Thì biết làm hái cà phê thì lấy tiền, có tiền có một phần tiền đó mình đóng tiền lãi cho anh ta rồi mình trả anh ta được phần nào để mình lấy. Chứ bây giờ làm nhà thì nếu mà làm chỉ có dư, mà dư thì không có dư nhiều, thì ví dụ là ngày 300 ngàn thì mình lời cũng được 150 ngàn đi, thì làm số tiền nó ít không đủ trả tiền đó. Em có số vốn em nhập thớt về bán thớt, mình bán tại nhà. Vợ không ấy kiếm số vốn đó người ta cho vợ kinh doanh bán hàng cũng được. Không, nếu mà em cũng có thương lái bên Cần Thơ á, người ta nhập thớt về cho mình bán. Anh nói thì nếu mà nhập thớt về 200 miếng thì 200 miếng thì nó một miếng 30-35 ngàn. Ta mài cho rồi luôn, rồi mình ở nhà mình đặt hướng ngay chỗ ngã ba đó, cho vợ người đó bán. Chỗ ngã ba gì đó hả? Kiếm chỗ nào mát bán. Còn một số mình bán tại nhà, một số thì sáng ngồi bán chỗ nào có địa điểm, chọn địa điểm nào sẽ ớt mình bán cũng đâu. Nói chung ra thì mình bán nó cũng không có được lâu dài. Thớt à? Tại vì ví dụ như mình ra bán được một thời gian cái là nó ngưng rồi. Không, thớt á, nếu mà mình biết bán, cái người mà người ta biết bán, người ta không phải là người ta đứng chỗ đâu. Mình giống thí dụ đi, hôm nay là anh đứng chỗ cây mát này bắt đi 2 ngày, rồi 2 ngày khác anh đi nơi khác, đúng rồi 2 ngày khác anh đi nơi khác, thì mình sẽ đổi đường đi đợi mới bán được. Rồi mình có thể mình bán, vừa bán thớt vừa bán dao. Vợ mấy người ta lấy là rau cải về cho lại bán cho vợ bán cũng được. Rau cải mình bán hết rồi, mình không có nuôi cá nuôi gì, không có nuôi heo nuôi gì, hơi cái hình rau hư dục bỏ xong cũng vậy à. Gà không, nếu mà mình bán không dụ không ấy thì mình đem vô chùa đó, mình cho chùa để cho cá ăn. Gà thì cũng có phước. Em không thích cái bán gà, em chỉ thích bán cho vợ ra ngoài chợ thì dân ngồi bán. Trong mặt. Nó trong mặt nó say nắng, say gọi là nó bị gì đó. Từ nó ai ngồi hay chứ, hay mệt á. Thiếu máu hay là lên máu? Em cũng không rõ nữa. Mà bán gà người đó em chỉ thích bán thớt. Bán thớt là anh bán có thể một tháng anh bán hết cũng không hư không gì hết trơn. Trừ khi nó chỉ có lên giá thôi chứ không bao giờ nó xuống giá. Bán thớt, bán búa, bán kéo, bán thớt đó. Thì mình thấy cái làm công nghiệp đó thì không có lời. Dao thì có lên giá chứ không bao giờ lên tụt giá nó. Thì đó, em suy nghĩ là một khi em có thu vốn thì em sẽ làm muốn bán. Vậy tính đi hái cà phê về kiếm số vốn làm á. Thì cũng một số nếu mà dư thì em đóng tiền lại em trả anh ta nữa em kiếm số vốn làm. Vậy là chuẩn bị tới tháng đi hái cà phê ha. Nếu như vậy thì hai chồng ráng làm để có số vốn để mà
buôn bán cái nghề nghiệp chứ mà đi hoài cũng đâu có thành cái nghề đâu đúng không? Phải có cái nghề mình mới làm bươn chải được. Đúng rồi. Tại em nghề cưa cây thì người ta biết là mình thế nào, người ta biết là mình nghề cưa cây là mình có thớt nhiều rồi. Người ta toàn là biết là cái lộn mình biết xài gỗ là mình ta biết loại thớt là thớt tốt không tốt, thớt tốt thành ra mình cái nào tốt người ta biết hết trơn á. Rồi em cũng có nghề đó, em suy nghĩ nghề đó là chỉ có đi không có lỗ và đi vẫn bền nhất thôi, vững nhất thôi, cuộc sống nó không có thất lỗ gì hết trơn á. Rồi nè. Chúc cho may mắn nha, làm ăn phát tài nha. Thì giờ cũng mời tất cả các chú anh chị hãy theo chân em xem lại cái ngôi nhà của chú anh chị ha, khang trang như thế nào hay của chú anh chị. Khá đẹp của chú anh chị ơi. Cũng nhờ cũng được quý cô Mạnh Thường Quân hỗ trợ để cho Hoàng Anh được cái ngôi nhà khang trang của chú anh chị. Quá đẹp ha của chú anh chị. Giờ thì đã đầy đủ hết trơn của chú anh chị. Thì rồi chào đại gia đình ha. Chào cô chú anh chị. Rồi thì giờ nha. Nhà cửa cũng đẹp đẽ khang trang ha. Thì một lần nữa thì gia đình mình có lời gì muốn nói với khán giả và biết cô Mạnh Thường Quân không ha? Có. Thì một lần nữa thì vợ chồng con xin cảm ơn cô chú anh chị đã giúp đỡ cho con được sửa chữa nhà, được khang trang sạch đẹp, con rất vui. Một lần nữa con xin chúc cô chú anh chị sống vui giàu sức khỏe, làm ăn phát tài phát lộc. Con cảm ơn cô chú anh chị. Chị lại có gì gửi không em? Sức khỏe, làm ăn phát tài phát lộc. Thì nãy giờ em cũng đã ghi hình, cũng đã cập nhật cho quý cô Mạnh Thường Quân và tất cả cô chú anh chị và quý vị khán giả đã xem. Thì thôi giờ em cũng xin tạm thời khép video. Con xin phép con về ha con, cô ha. Cảm ơn con. Xin phép gia đình. Cũng xin chúc tất cả cô chú anh chị ngày mới thật vui vẻ, an khang thịnh vượng, hạnh phúc bên gia đình, luôn làm ăn phát tài phát lộc. Hãy đăng ký kênh Hùng Cao và theo dõi cô chú anh chị. Xin chào.